Đây là một số thứ mà mình vừa mới lấy về. Ok, mình sẽ lấy ra cho các bạn coi. Đây là cái còi, còi tổ ong dành cho các đời sẽ cấp nha. Còi zin 12V. Đây. Còi. Đây số điện thoại liên hệ. Hai cái còi. Rồi. Đây, cặp. Cặp cao su này hàng quý hiếm, không giới thiệu. Để đây và không nói gì. Rồi. Đây là gắt máy. Gắt máy 81. Đây. 81 không có cao su. Gắt máy zin nha. Chưa vệ sinh. Chưa rửa luôn. Rồi, mới về. Để đó đi. Rồi đây gắt máy của 86. 86 thì là xo nằm trong. Cao su. Đây, đây là chống đứng. Chống đứng xe cấp. Bóng tay 682 cục cao su ở đây còn nguyên. Quan trọng nhất là cục này. Bên mình bán cái chân nào cũng có cục cao su hết. Không có cục cao su hầu như là mình không lấy. Tại vì cái này nó khá là giá trị trên cái xe. Mắc nó thì mình cũng ít khi mà muốn bán. Trừ khi các bạn cần lắm thì mình đi lấy thôi, chứ còn đa số mình bán là có cục cao su hết nha. À, đây là kiến 81, 86 đèn vuông, à đèn tròn chứ. Đây, kính. Mà kiến bên trong thì sáng đẹp rồi nha, các bạn coi. Đây, cái chân. Đây về được hai cặp kiến 81, 86. Rồi cái này từ trước giờ mình chưa bán. Cái phao kim báo xăng của xe 82 đèn vuông. Đây, hàng zin nha. Đây. Cái hàng đây thì bán bao xài cho các bạn. Gắn vô mà không lên thì trả lại. Rồi. Đó. Bên kho người ta bao xài cho mình thì mình bao kho cho các bạn thôi. Chứ không có gì hết. Rồi, còn đây là cái bao gạo 67. Đây là hàng inox đặc biệt. Rất là dài, các bạn nhìn coi nó bự hơn cái ngón tay cái của mình nữa. Đó, rất là dài, thanh sắt rất là dài luôn. Đó, để gắn cho 67 nha. Nãy giờ gắn vô rất là ngon cơm. Nó gắn vô CD này nè. Cái này còn đâm đỏ. Đó. 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 Gái vô thử nha. Đây là con CDS 50. Nó vô thử thôi. Ồ, nhìn đã chưa? Nhìn nó. Nhìn tổng thể xe nè. Ồ. Ồ, quá dữ. Nhưng nó bị hụt phía sau ha. Nghe nó xích vô ha. Xích vô chút. Rồi. Đây là cái bao ga. Ủa sao lại? Ok, xin cảm ơn các bạn. Các bạn cần món nào liên hệ với số điện thoại này ha. 0982 116 306, khu vực ở bến xe miền Đông Sài Gòn nha. Và phương thức mua hàng là chuyển khoản trước, ship hàng bưu điện sau, không ship COD. Xin cảm ơn tất cả các bạn.